Đấy, sau đây là một vlog của chào mừng mọi người đã đến với kênh Hưởng Vlog. Và sau đây Hưởng sẽ làm một cái thử thách là 24 giờ sống ở dưới cái giường. Vâng. Và cái cục cái cục này là thằng Hưởng nha mọi người. Đó. Sau đây thì Hưởng đang nằm ngủ. Và thằng Hưởng này mình rất là yêu quý thằng Hưởng này. Mình không thể không biết như nào luôn. Lên sau đây Hưởng sẽ quay vlog đủ 24 giờ Hưởng sẽ ra. Đủ 24 giờ hẳn ra. Hưởng sẽ tiếp tục làm thử thách. Vâng. Đây là Hưởng. Tôi là chị quay phim. Sau đây là Hưởng. Hưởng đang trúng chăn ngủ ở dưới đấy. Hưởng rất là điều kiện. Đấy, xung quanh đã chuẩn bị bao nhiêu, rất là nhiều bao gạo và bánh kẹo. Và bánh kẹo. Nhưng mà Hưởng lại không chuẩn bị nồi cơm. Đây là chắc là cái cơm này không dùng được đâu. Đấy, trong gạo. Đây là công ty sản xuất của chị Trang sản xuất ra. Và đây là Hưởng. Em gì là phó giám đốc của em. Đấy, phó giám đốc đấy, thấy cho mọi người nghe được gì chưa? Đây là phó giám đốc. Phó giám đốc lớn hơn giám đốc. Vâng, sao đây Hưởng với hơn chị Gia. Em là Hưởng mà Gia là Hưởng sẽ bị vặt. Ốc. Tin miếng mình rất là yêu quý Hưởng. Mình không hề bao giờ đánh Hưởng luôn. Chẳng bao giờ. Đấy. Đây là Hưởng. Đánh mấy cái. Đây là Hưởng. Đó đánh mọi người. Mấy cái. Đây là Hưởng. Thôi mình đi tắm đây. Bye bye mọi người. Bao giờ hết 24 giờ mình sẽ quay tiếp. Bye bye mọi người. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Hưởng Vlog. Nếu như mọi người thích video này thì hãy bấm like, share và subscribe cho Hưởng. Và tạm biệt mọi người. Bye bye. Tạm biệt mọi người nhá. Bye bye.